Ngay sau đêm đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022, cộng đồng mạng đã truyền nhau thông tin nghi ngờ tân Hoa hậu từng quảng cáo website phim nhạy cảm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trong lúc đang tham gia một hoạt động tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu chiều 17 tháng 7, Nông Thúy Hằng phủ nhận thông tin này. Dạ thì em không có PR cái phim nhạy cảm nào cả. Em xin đính chính lại một chút là mọi người bảo là đã cắt được màn hình rồi, thế em tẩy trắng, nhưng thực sự là em không hề xóa cái video đấy. Em chỉ ẩn nó đi để cho mọi người bớt hiểu lầm thôi. Thực sự là nó là một cái video mà quay mỗi cái gương mặt em, không có gì cả. Và em để một cái cáp treo rằng là đây là một cái clip phim và mọi người có thể tìm thấy ở đây. Về tin đồn cặp với đại gia đã có gia đình, Nông Thúy Hằng cho hay cô không quan tâm vì cho rằng bất kỳ hoa hậu nào sau đăng quang cũng có thể dính tin đồn cặp đại gia. Không biết, thực sự là bây giờ em cũng không biết là tại sao lại mình có tin đồn như thế. Và em nghĩ rằng là nếu mà khi mà mình làm gì thì mình sẽ phải chịu trách nhiệm về nó thôi. Nếu như mà mình thực sự là mình có cặp kè với người này người kia thì chắc chắn là mọi người sẽ biết rằng là mình cặp kè với người đó.